Do Thái và Hamas tiếp tục trao đổi bom và đạn rocket, hy vọng đình chiến đang trở nên mờ nhạt. Một cụm khói đen treo trên bầu trời Gaza trong lúc tiếng súng và tiếng nổ tiếp tục vang lên. Hỏa tiễn chống hỏa tiễn của hệ thống vòm sắt đã bắn ra để ngăn chặn một số đạn rocket từ dải Gaza bắn sang. Còi báo động ở Tel Aviv cũng đã vang lên, một tiếng nổ có thể nghe được. Dân quân Hamas ở dải Gaza nói rằng họ đã bắn một quả rocket tấn công trung tâm thương mại Do Thái. Một cảnh sát của Do Thái nói ông ta nghe tiếng nổ nhưng chưa biết quả rocket có rớt xuống thành phố hay không. Một dân quân Hamas nói đã bắn đạn rocket Qassam tới Tel Aviv.